Xin chào các bạn, hôm nay mình xuống mình uốn kẽm lần hai cho cái cây mai vàng. Mình ghép cho một người bạn của mình các bạn sau được 2 tháng. Mình lấy bo của mình, của cây xì bông Sài Gòn của mình hôm Tết, cây lan nhiều hoa các bạn. Sau chơi hoa Tết xong thì mình mới lấy mình ghép. Thì hôm nay tính ra hôm nay nó được khoảng 2 tháng các bạn. Thì bữa mình có vô cái kẽm mà đầu tiên là cái kẽm màu vàng các bạn, để mình nương á, nó cứ mầm một chỏ xíu như vậy nè. Mình nương để cho nó khỏi rớt á. Nay thì nó ra dài như vậy nè các bạn, giống cây siêu bình lợi ở nhà của mình á. Nó dài như vậy nè các bạn, siêu như còn các bạn. Nó rũ xuống, bây giờ mình không đi kẽm lớn lại, mình đang đi kẽm này các bạn. Nếu không đi kẽm lại á thì nó sẽ bị gió đi ngang hoặc nó thòng xuống là nó sẽ gãy các bạn. Đây này, đây là hiệu quả, hậu quả là một gãy một nhánh rồi các bạn này. Có nhánh này nè, các bạn thấy không? Nhánh to đùng này. Đó, nó phân trèo quá nặng luôn. Tại hôm bữa mình quên bảo bạn mình tỉa bớt đi. Nó nằm đây các bạn. Này. Nó nằm ngay cái nhánh chỗ này nè. Một nhánh một thôi. Nó phân trèo, các bạn thấy nó phân trèo không? Nó phân trèo kinh khủng luôn, nó một nhánh bo nó ghép này. Nó phân trèo như không chừa chỗ nào luôn. Từng 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 lớp lớp lên trên này các bạn. Kinh khủng luôn, nó nằm một lùi chỗ này nè. Do không tỉa đi và uống cái kẽm nhỏ các bạn, là nó gió nắng tán qua, hôm qua gió tán qua cái thằng to nhất này bị gãy nè. Còn mấy thằng kia mình đỡ lại, thằng này mình đỡ nó, nhưng mà nó phát triển bằng cái kẽm nhỏ nhưng mà nó phát triển nhanh quá, quá mức các bạn. Nó bị gãy nè. Đó. Thằng này nó đi còn hơn siêu bông bình lợi chứ các bạn. Tược đi nó chia chèo, nó phân chi nó nhanh hơn cả siêu bông bình lợi luôn. Nó chia đến đâu nó ra nó cứ như bàn tay xòe, các bạn có thấy nè. Đó, kinh khủng không? Đó, quá quá là nhanh luôn. Cũng tùy theo cây nha các bạn, ví dụ cây nào mà mình cây bố mẹ nó sung thì khi mà mình ghép cái bo cây nó giống tốt vô thì nó phát triển mạnh nha các bạn. Còn nếu mà mình làm mà không có cây mà yếu thì mình ghép cái giống gì vô nó cũng chậm nha các bạn. Nè, mình cho các bạn xem cái cành bị rơi nè. Nó đi phân trèo nè. Kinh khủng không? Đó. Và bây giờ mình tiến hành mình sẽ vô hết cái phần kẽm còn lại cho cái nhánh này để mình bảo vệ khi mà mưa xuống nha các bạn. Rồi ok, mình đã vào kẽm xong rồi các bạn. Thì để cho yên tâm hơn khi mà gió này. Rồi là đằng sau có hai cái cúc ở hương mình ghép rồi các bạn. Thì để yên tâm cho hơn là gió nó không bị ảnh rơi này. Với hai nữa là để cho nó đỡ cái này nó ra cho nó mạnh. Thì bắt đầu mình phải cắt côn lại các bạn. Một số cành nó dài quá thì mình côn, một số thì mình chưa. Đấy, đây này các bạn. Đó, cái ngọn mình giữ lại, mình thả ngọn cho nó to ra để mình cắt chịt lại. Mình nối cái cành nhánh lên làm ngọn. Rồi, bạn thấy không? Một khi mình làm xong là cái cây, nhìn cái cây nó cứng cáp hẳn luôn. Cái cây này thì mình cũng bảo bạn mình là chỉ có khi nào chậu khô mới tưới thôi các bạn. Từ hồi mình ghép tới giờ là từ Tết tới giờ là từ lúc mà côn cành đến giờ và ghép được 2 tháng là chỉ có xịt bộ trĩ chưa bó cái phân nào. Thì các bạn có thể thấy lá nó rất là tốt này, xịt này, chưa bó một miếng phân nào hết, chỉ mỗi canh nước và xịt bộ trĩ thôi nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình quay lại cho các bạn một đoạn những video ngắn để mình thấy tốc độ phát triển của siêu bông Sài Gòn là hơi bị làm cực kỳ mạnh nha các bạn, phân trèo cực mạnh luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.